nhà mình luôn cả nhà ơi. Nay vui đi câu cá nha cả nhà. Đó, là vui đi công chuyện có mình nên vui đi câu rồi cả nhà. Thì vui vừa quay và vừa câu nó hơi khó, nó hơi đột lắc rồi cả nhà, mình thông cảm nha cả nhà. Cái chân quay của vui bị hư rồi cả nhà. Giờ tay quay tay câu sẵn không biết có cá hay không nữa mà đi câu thử cả nhà. Ở nhà buồn quá. Sáng ngày lạnh quá cả nhà. Video mình vui, chúc ông bà cô chú của mình thật là nhiều sức khỏe và nhiều may mắn trong cuộc sống nha. Cả nhà xem video thì thương vui cho vui xin một like cũng như một đăng ký để có vui động lực để làm những video mới nha cả nhà. Đi kiếm chỗ câu cả nhà, vòng khu vực này thì thấy chỗ cũng ngon lắm cả nhà. Bữa vui thả lương như thế rồi giờ vui sẽ đi câu thử là có hay không. Để tới điểm câu vui câu rồi vui sẽ quay cho cả nhà mình xem ha. Cái bữa nay là vừa quay và vừa câu vừa quay luôn là nó hơi khó khăn rồi cả nhà mình thông cảm nha. Rồi, để ta chờ điểm quay vừa xem ca quay cho cả nhà mình xem. Tới điểm câu rồi cả nhà, cá ăn lớn con đầu tiên rồi cả nhà. Đàn em đầu tiên lên được em thắt lát rồi cả nhà, trọng rồi cả nhà, ngon quá chứ. Đó, cả nhà đang thắt lát bành kỳ luôn rồi cả nhà. Đầu tiên gì là quá đã rồi, để vô xử lý nó nha cả nhà mình ơi. Cả nhà nhìn cá nó ăn nè cả nhà, lôi gì cái nó buông, dù không biết con cá gì nữa cả nhà. Nó ghĩa ghét. Ôi con cua biển cả nhà ơi, lâu lắm rồi mới thấy lại con cua biển này cả nhà. Trời ơi, chỗ này mà có cá cua biển nữa ta. Đã à nha. Cá ăn nữa nè cả nhà. Nhấp rồi. Miết lớn. Wow, cua biển nữa cả nhà ơi. Là em cua biển thứ hai nha cả nhà. Hơi có gió cả nhà mình thông cảm nha cả nhà ơi. Gió hơi ồn. Con tài khó làm ăn quá. Đây, cua biển nha cả nhà, để vô xử lý nó cả nhà mình ơi. Đã quá. Cá ăn nè cả nhà. Nhấp miếc nè. Miết mày rồi dướng con súng luôn rồi cả nhà ơi, dính cá dướng con súng luôn. Lên hôm đây lên này đừng em cua biển nữa nè cả nhà. Chúng người này chúng ổ cua biển cả nhà, đã quá trời. Để vô xử lý này cả nhà. Mày há bưởi làm em vô biển nữa cả nhà ơi. Nay vô nguyên bậy vô biển luôn rồi, chỗ này mà có cái vô biển nữa trời, há ghê. Con tay một hơi khó làm ăn quá cả nhà ơi. Đây, vô biển bự không cả nhà. À, để vô xử lý nha. Ghĩa miết mày. Ôi trời, con gì bự không cả nhà. Ôi chú cha mẹ ơi, cá lọc cả nhà mình ơi, tưởng đâu con gì bự, cá lọc một xíu. À, để vô xử lý nha cả nhà, câu cá dính cá lóc nó quải được chưa.
cha mẹ ơi, trời trời, con cá cả nhà ơi, con cá vô biển hết biết, con vô biển rồi, siêu to khổng lồ luôn này cả nhà. Thằng ơi trời, con vô biển cả nhà ơi, thôi ăn nữa này cả nhà. Chút trời trời ơi, thôi cả nhà ơi, trúng bầy luôn cả nhà ơi, trúng nguyên bầy vô biển khổng lồ rồi cả nhà ơi, đã ghê cả nhà ơi. Đi vô xử lý nha. Biết lên hàng rồi, làm em nữa cả nhà ơi, con này hơi nhỏ hơn mấy con nãy, biển nữa nè, vô xử lý tiếp nha cả nhà mình đây. Nãy giờ lâu dữ là ngâm nãy giờ luôn cả nhà, mới thấy nó ghẻ lại cả nhà, ghẻ ghẻ cũng mới chưa chịu lâu nha. Nhập mí, ui trời 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 trời, ôi trời, con thác lát cả nhà ơi, chú cha mẹ ơi, con thác lát chà má lửa luôn cả nhà, con thác lát thứ hai cả nhà, ôi trời, con này thác lát bành bành không đã quá trời cả nhà, lâu lắm rồi mới dính đó cả nhà, đi tính đi về luôn rồi đó. Ôi, hết biết con thác lát đã luôn cả nhà ơi, thì mê quá, để vô xử lý nó nha cả nhà. Cá gì mà nó ăn gì kỳ cục cái trời, nó ghẻ như cái lòng tông vậy, lôi ra tước 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 lôi, trời đất ơi, hèn chi ăn như cái lòng tông khỏi, dính cá xác cả nhà ơi. Cá dính cá xác nữa, để vô xử lý nha cả nhà mình đây. Ăn nữa này cả nhà, miết cái coi ghẻ hoài, miết miết ừ, trời ơi thất lát nữa cả nhà ơi, làm được em thất lát thứ ba này cả nhà, gì cũng ngon lành là cả nhà ơi. Rồi, để vô xử lý nữa nha cả nhà mình ơi, thất lát bự bự còn đã quá. Nó hết ăn rồi cả nhà ơi, nãy giờ nó ghĩa ghĩa không mà nó không có chịu lôi gì chứ cả nhà, ngâm nãy giờ ngồi cũng cả tiếng nữa mà nó chưa, nó không ăn uống gì trơn nè, chỗ ngon quá, sáng giờ nó làm chưa làm cũng bộn lắm rồi đó cả nhà. Chắc cái này chắc phải đi về, chắc đi về với cả nhà, chắc tôi về vô đổ ra quay thành quả cho cả nhà mình xem mới kết thúc clip luôn á, cũng chưa rồi cả nhà, hết ăn rồi. Rồi đi về quay thành quả cả nhà mình xem nha. Đây thành quả bữa nay có vui nè cả nhà, vàng thắt lá cá lóc đóng cái gô biển luôn cả nhà mình ơi, hôm nay coi là chúng đó cả nhà. Rồi vô kết thúc clip luôn, cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip của vui nha, nhà cho vui xin một like và đăng ký để có động lực làm những video mới nha cả nhà. Rồi chào cả nhà mình nha.